chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mê Kê Xích nhá. Hotline bên em là 0974643 0331 9191. Hai số điện thoại bên em sử dụng Zalo, Facebook bên em là Thắng Mê Kê Xích và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Mê Kê Xích ha. Đặc biệt trang web của bên em www.nongcoduyhai.com, mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web dùm em ha. Địa chỉ của shop là ở Bảo Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Mọi người có thể gần đó có thể ghé tới tham quan cửa hàng ha. Thì hôm nay bên em giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm. Đó là một cái máy bơm nước hãng của Kawasaki, Kawasaki sản xuất, nó mã là TF22. Con này là bơm nước mini nha mọi người, bơm nước mini ha. Tình trạng máy thì em đạt nó khoảng 95%. Nói chung là rất các cái chi tiết này mình nhìn kỹ nó rất là mới. Đầu tiên là bình chứa nhiên liệu, bình nhựa của nó này rất là mới mọi người. Cũng tinh ạ. Đó, rồi những cái bộ dàn bơm, nói chung là dàn bơm này của mini xách tay, nó làm lúc người Nhật nó làm rất là gọn gàng nhá, đẹp. Thì đây nó có thông số này, 25 x 25 này, 35 mét gì đó. Lít thì 110 lít trên min gì đó. Nói chung cái này em không rành lắm. Nói chung là mình quan tâm tới động cơ. Thì mấy cái hệ thống này nó bằng nhôm hết rồi, nó chẳng có hư được. Mọi người xài chỉ cần môi nước ở đây thôi, lên nước bắt đầu là xài thôi. Còn đầu máy thì đây, em kết cái đầu máy nó mới, khung gầm nó này, rất là mới này. Đó, nó mới là đẹp này, mới là xài ít. Chế hoặc khí đây, chế hoặc khí là dùng chế hoặc khí phao ha. Chìa khóa xăng mở xăng là xài đây, thắng giới luôn. Nói chung là rất là đẹp. Đó, mới tinh mọi người ạ. Con này thì bít tông rơi đó tầm khoảng 32 ly, dung tích xi lanh là 22cc. Hãng Kawasaki sản xuất thì một siêu phẩm. Thì mọi người chỉ cần về gắn đầu hút nước lên, xả ra. Xả ra mọi người dùng. Thế thôi. Rồi, bây giờ em sẽ cân nặng lên thử xem nó bao nhiêu cân rồi mọi người test máy cho mọi người nghe ha. Cái này thì thật ra cân cho vui thôi chứ nó chẳng quan trọng mọi người. Tại vì mình để một chỗ mà. Rồi hơn 5 cân mọi người ha. Hơn 5 cân. Thì khởi động thì bình xăng phao thì mọi người đơn giản thôi, không xài nữa thì mọi người khóa xăng lại. Còn xài thì mọi người mở ra, sau đó mọi người lên ga tí. Rồi mọi người đóng le lên nó giật nổ, rồi mọi người đè xuống vậy thôi. Cơ chế của phao nó như vậy. Đó. Còn cái ga này thì mọi người muốn cho nó nhẹ hơn nữa thì mọi người xả ra. Còn nó thường thường nó nặng để gọi là để cố định nhé. Thì mọi người để cho nó nặng một chút ha. Thì bây giờ em sẽ nổ máy cho mọi người này. Nó dễ lắm, cái cơ chế khởi động cái này thì nó dễ vô cùng luôn. Nhẹ là nổ không? Quá êm luôn. Ok. Rồi, giá của cái đầu này thì bán như video này mọi người nhé. Giá của nó là 1.300.000 đồng. Giá trên bao ship. Đó, tặng kèm cho mọi người cái tip mở buri ha. Đó, thì bác nào chốt thì lên dùm em. Kết nối số điện thoại của bên em 0974644973. Mọi người lưu ý nhà hàng này của bên em nó có khoảng tầm khoảng 3 con nữa nhé. Thì bên em chưa dọn, bác nào lấy thì bên em dọn thêm. Còn trước mắt em dọn được một cây, em quay cho mọi người xem ha. Thì nó cũng na ná thì em cũng để trong kho hết rồi. Thì bác nào chốt thì lên giùm em nhé. Thì lâu lâu mới về được những cái bơm mini nhưng mà nó rất là đẹp nha mọi người. Căn bản nó đẹp. Nó đẹp chứ không nó xấu ha. Rồi ok. Thì bác nào chốt thì liên hệ số điện thoại 0974644973 giúp em nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.